Ủa đó mười mấy tuổi đi gánh cát hả chú mày? 15 tuổi đi bốc giác rồi. Bốc giác cho ghe á hả? Nhà máy đồ hả? Máy gạo hả? Bao gạo nhiêu chú mày? Đủ gạo làm cho Tinh Sơn á. Đi trên mấy cái đoàn đồ không? Về chú ghe trở về thành phố Hồ Chí Minh đó. Dạ em mến chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh của Hùng Cơ TV nha. Thì tối đêm nay em sẽ làm cái cuộc trò chuyện ban đêm, giống như là em nói là cái về ban đêm của chú Thảo đó. Thì thường ngày ban đêm của chú Thảo là nằm chung cùng Tem với em đó. Thì mấy em đang nằm chơi vậy đó thì cũng có trò chuyện với chú Thảo cho đỡ buồn không quý vị. Thì đêm nay em sẽ ghi hình lại cho tất cả quý vị cùng xem để rõ ràng hơn nha. Để mà công em nói thôi mà không có ghi hình để hiểu lầm là chỉ có nói mà không có làm nữa. Thì bây giờ em sẽ thực tế để làm video cho quý vị xem luôn nha. Đó thì bây giờ em quay toàn cảnh đang giữa ban đêm nha quý vị. Thì có cam của em điện thoại nó hơi cùi nên cam của em nó hơi mờ, ban đêm nó hơi tối quý vị thông cảm cho em. Để sau một thời gian dài nếu mà em có khả năng em sẽ sắm cái máy mới để cho có cam nó được rõ cho quý vị khán giả xem được hay hơn nha quý vị. Thảo đang ăn cơm nha. Cơm. Cơm buổi chiều. Yes sir. Không đâu đó đàng hoàng. Thảo nói là Thảo đâu đó. Là bữa nay trời mưa rồi. Thì Thảo về rồi. Thảo ăn cơm, Thảo làm sĩ đó. Sĩ hay sĩ cũng được nữa. Chiều mưa cũng lớn lắm hả chứ Thảo? Lớn nhiều lắm. Bước nhẹ hết trơn này. Thợ về sớm luôn, thợ về sớm. Về sớm. Tình như 3 giờ mấy mưa rồi. Thảo làm nhẹ thôi mà. Thảo làm được thì Thảo làm. Làm được thì Thảo không làm. Thảo vô trời ơi, Thảo đi vòng và vòng chơi. Đó. Đói Thảo rồi. Làm tiếp Hải mà. Không, Thảo nói thiệt à. Là làm nhà mình phải tiếp. Bữa nay Thảo vô cát, vô nền đó. Chỗ đó đàng hoàng. Rồi chiều Thảo tắm rửa, Thảo ngồi mình lên nè. Rồi Hùng Cao với anh em, con cháu lại ngồi chơi. Mình vui vẻ, làm cà phê này kia rồi. Cho Thảo uống mà Thảo không uống đâu. Thảo uống rượu à. Nói thiệt luôn á. Chú Thảo không biết uống phê hả? Uống chứ. Làm gì không uống? Uống mà ít phải không? Đúng. Không hả? Ít gì? Sáng uống một ly thôi. Chỗ này có đổ cộ không chú Thảo? Đổ rồi hết trơn rồi. Được. Ngày mai và dỡ cột ra là xây cho Thảo đầy đủ hết trơn rồi đó. Vậy là mai bắt đầu mấy anh thợ sẽ xây. Dạ. Thảo ngồi chơi bữa nào cũng đêm nào cũng vậy đó. Rồi chừng nào mà xây lên rồi đất to rồi Thảo vô nhà đó Thảo có người mua cái bố cho Thảo anh gì vậy đó. Thảo ở trong đó giữ đồ cho anh Hải. Ok. Rồi đâu đó đàng hoàng rồi xong xuôi rồi Thảo. Có nhà mừng lắm, máy ấm mà ai cũng thương. Cái câu của chú Thảo vừa nói hồi nãy đó là xây xong rồi có lồng tôn đó để chú Thảo vô nằm ghế bố đó. Thì quý vị khán giả hãy nêu ý kiến giùm em nha, tại vì em nhỏ em cũng chưa mấy gì gành về cái vụ xây nhà đó quý vị. Thì giống như là chú Thảo là chủ nhà đúng rồi. Có khi nào mà chú Thảo không nên là vô trước chưa hoàn thành không quý vị? Tại đâu? Vì thường thường em đi làm á thì khi nào hoàn thành nhà là chủ nhà phải chọn ngày lành tháng tốt mới được vô ngủ. Còn như chú Thảo nói lợp tôn rồi mà xây xong lợp tôn rồi chú Thảo đòi vô ngủ dữ đó. Quý vị khán giả hãy nêu giùm ý kiến giùm em để bình luận giùm em coi có được không nha quý vị. Đúng mà. Tại vì em cũng không mấy gì gành với chú Thảo cũng không mấy gì gành nên chú Thảo nói vậy. Thì quý vị khán giả nào mà có gành đó quý vị khán giả hãy bình luận thử nha.
đó, tại vì nhầm khi á mình chủ nhà vậy, không có nên vô trước đó. Đó, mình làm mỗi ngày mà mình cũng đốt nhang, mình làm nhưng mà dạng như nhiều khi á là cái quyết điểm của người ta, nhầm khi giờ mình là chủ là mình phải chọn ngày là tháng tốt mình mới vô ở đó. Thì đó, nãy họ thoải mái đi, không có gì đâu, mình là chủ mà sợ gì nữa, mình làm mà mỗi ngày mà nó không có đâu đó đâu mà có mình nhà của Thảo rồi, có nhà ai nữa đâu, trời nữa rồi mới dọn này kia rồi đó, dọn nè Thảo anh Hải có nói lập tên rồi anh cái việc vô thoải mái là chủ mà. Ý của anh Hải nói là sợ mưa dột đây. Đúng là rồi, cứ Thảo cho chồng ngủ luôn. Ok, anh sẵn giữ đồ luôn. Đúng rồi, giữ đồ một cái bố giữ đồ ngon hơn cho, rồi đem này kia đó rồi trang trí cho Thảo này kia nọ, rồi mà chừng nào mà làm rồi thì mình liên quan cho thợ thầy này kia đó kiến nhà mới đó. Thảo nói vậy rồi, có thì như vậy thôi, có gì đâu, chứ đừng nữa không? Nhà người ta Thảo dám vô không, vô nó quýnh liền ha. Làm rồi tăng gia tính đại mấy mâm chứ hả, thì có nhiều là đãi nhiều, có nhiều đãi nhiều à. Thảo nghèo mà ăn cây nhà lá vườn mà. Nhưng mà chứ Thảo nó đúng là cái này mà anh ngủ, ngủ thì giữ đồ á, đừng mơ gió cũng ngủ trong đó để giữ đồ cũng được. Có cái bố nữa thì cũng ngon rồi. Rồi có mưa nên Thảo cũng khỏe rồi. Thảo đêm phải đem chúa vô rồi cho anh Hải làm đâu đó đàng hoàng rồi xong xuôi rồi ok đó, không ai tin thì thôi Thảo vô được, tại Thảo là chủ à, anh Hải có nói Thảo bị giặt rồi, giặt người coi trên Hương Thảo bỏ qua hết rồi đó. Ý chú Thảo nói là chú Thảo đọc bạn Thiên bị giặt. Dạ. Cái đó cũng tâm linh lắm nha quý vị. Cái bạn Thiên người mình tự túc mình đọc mà không xin rõ là cũng hơi lạc lối đến tình trạng sức khỏe đó. Thì lúc mà có khởi công là anh Hải với chú Thảo cũng đã cúng xin phép rồi, nên nó bị nhẹ nha quý vị, không ảnh hưởng quá. Tội nghiệp cho chú Thảo cũng sơ xí, sơ xích một tí, sơ ý một tí nha quý vị. Đó là có thiệt. Tính ra Thảo đi trước cuộc phi rồi đó. Mà trả tập và thương, chú thương. Đấy, Thảo nằm chút và tiếng 1 tiếng 2 tiếng gì đó, không thiệt. À, cũng tiếp anh em này kìa, anh mấy ông Thảo thôi vô rồi nằm đây, không cho Thảo làm chạy đi, Thảo làm cho Thảo đi lụm bình đồ dịp ra cái người bạn phiên đó. Đó có thì nói không có thì thôi, bữa nay vô nền này kia rồi chỗ hai cột qua là xây xong xuôi là lên nữa, lên thêm một thước rưỡi dài thước gì nữa đó, rồi lập tên rồi Thảo mới vô ở. Cũng như là nhà mình mà cũng chưa hoàn thành mà Thảo giữ nhà mà kho nào mà ai không có dịp có người nha. Rồi chứ đâu có cái gì đâu, rồi mình vô mình cũng đốt nhang này kia là nhà mình mà mỗi đêm đó, ok không thiệt, không ai nói mình nặng nề nữa. Rồi ông bà này kia nọ ở trên cũng
thương đạo, giặc đạo nữa. Dạ. Anh Hai là làm mấy bà ông thiên, hai bà ông thiên và tạo anh bảy tôi một cái và tạo một cái bà ông thiên mới. Dạ. Có nói anh Hai nói mà tạo cũng có nói luôn. Đúng ra chịu, giờ mưa cũng dữ nha, mưa lớn mũi không. Mưa lúc có 3 giờ mưa cũng nhiều, bữa nay vậy là vui vẻ lắm á. Tính ra mưa vậy tối mưa vậy đó là cái đền thảo cứng khừ luôn á, dễ luôn. Cứng khừ đó nữa là anh Hải nói là nhà anh là cứng khừ đó nghe. Anh Thảo ơi, ok. Anh nói ok. Mưa này hên không có dông, có dông là cái chòi bay luôn á. Cái dông này bay rồi. Cái chòi này mà gió lớn là tóc luôn mái. Trời, để tạm bợ, để nằm chơi trưa đêm phú hê. Chứ mưa lớn quá là phải chạy về cái rồi đây là giọt á. Trời, lũng ở trên lũng dưới. Khỏi, em khỏi bơm nước. Trời, ông bơm giùm cho đó. Đem ba con nè, chặt ba cái cây ở ngoài bụi á, đem vô gấp làm đỡ chơi á. Phải mà hồi đó mà nếu mà không có nhà thì Thảo chưa có nhà thì sửa lại cho Thảo ngủ đây luôn rồi. Ừ. Được vậy. Đúng là cái chòi này tay băng ba đứa mình cũng sửa mấy lần nữa không? Lúc đó thì gió dông rồi tóc ra cây xô rớt xuống phải sửa lại sửa mấy lần. Có tiền đâu mua đồ vậy làm, chủ yếu chặt ba cái chay bụi lùm này kia đó rồi ba cái ton cũ gáp lên thì ba con xô cũ nó lấy gáp lên thành chòi nằm chơi không đêm. Nói vậy chứ tối trời mưa vậy tối mũi lắm nha, đốt nhân mũi chứ Thảo. Có đốt rồi. Ủa đó mười mấy tuổi đi gánh cát hả chú mày? 15 tuổi thì bốc giác rồi. Bốc giác cho ghe á hả? Nhà máy đồ hả? Máy ghe. Gạo hả? Bao gạo nhiêu chú mày? Đủ gạo làm cho Thiên Sơn á. Đi trên mấy cái đòn đúng không? Về chú ghe trở về thành phố Hồ Chí Minh đó. Xe hàng ở đó, xe hàng mà người lần 10 tấn. Rồi cái đó tính tấn không? Tấn mình vác được ví dụ 2 tấn là tính 2 tấn lên một xe gì 10 tấn và mười mấy người 20 người rồi chia ra mà đụng đâu phải một xe đâu, biết bao nhiêu xe. Thời đó 1 tấn bao nhiêu chứ mày tiền á? Trời ơi giờ hết biết rồi, cổng chùa rồi. Tấn đó em mấy đồng đó dạ, tiền nhớ tiền đồng đó, tiền lớn, tiền là bạc cắt bột nhôm làm gì được 10.000 ha, không 10.000 nha, nó 10.000 giờ nó 10.000 2-3 trăm đồng trăm đồng mừng lắm, tiền đó luôn. Nói cho tối lạnh nhớ mà không khác như này chứ mà thở vô mặt đi. Sợ gì tối lạnh lắm á, đẹp quá đẹp. Ồ, chú Thảo áo phát vô rồi quá đẹp trai luôn trời. Cháu Sóc Trăng nó thương chú Thảo, nên chú Thảo này kia nó mua cho ba cái áo thun với cái áo phát nè, đẹp thiệt. Tùng á, nó cháu mà nó không cho biết nhà cửa, nó tùng không à, làm mướn làm thuê đó, mua cho chú Thảo nè. Rồi Thảo mới cảm ơn con còn nhỏ rồi, chú Thảo cảm ơn. Bữa nay
nó đòi mua cho mấy cái quần nữa. Thôi đừng có mua nghe, tao nói thiệt, đừng mua quần chú Thảo nhiều rồi. Mạnh Thường Quân mua cũng 7-8 cái, nhiều lắm rồi. Con để tiền dành xài đi, chú Thảo nói thiệt. Ra trời là mưa gió lạnh gì có phát nằm đã ha, cũ đã. Cảm ơn tộc nhiều lắm Phương đó. Người dân đó chuyện lã mà mua cho Thảo mặc đó. Tính ra tối phải nằm ngủ thì mặc dài vô á, mũi nó không chích đó. Ừ, Thảo mua mặc con trọt mà mặc con dài đó. Tùng cũng nói chuyện với Tùng. Ôi con ơi, Tùng cảm ơn con nhiều. Thì khi nọ nữa có tăng gia nhà chú Thảo mời con lại nó con nếu rảnh con xuống. Ừ, Thảo có nói nghiệp đâu. Bữa nay vui vẻ lắm. Chị hát tặng cho Tùng bản đi. Dạ, Thảo gửi đến bà con và bà anh chị em Mạnh Thường Quân và nước ngoài, Thảo với trong nước mình và anh chị em bà con cô bác tiếm gì đó đó. Thảo nói thiệt à, bữa nay tặng cho Tùng bản thiệt. Thảo cảm bản cho Tùng nghe. Đường tương trao tổ như leo, ai chưa ăn chưa phải là người thiệt. Thảo ca không có ai dạy Thảo đâu. Thảo vui, Thảo mừng lắm. Dạ, Thảo à, à nghe. Đường thương đau tàu hủ dưa leo, ai chưa hoa chưa ăn chưa phải là người. Trong khối đời cưới gà nước mắt, vua chân tay tình đêm lặng. Thảo bữa nay có gụ thiệt, chừng nào tỉnh cảnh này Thảo ca cho cháu Tùng nghe bạn là tổ hủ dưa leo đó. Rồi ai chưa ăn chưa phải là người, trong khối đời cười ra nước mắt. Đó là chính chú Thảo nè, thiệt tình luôn mà nói đó. Mà chú Thảo ca ca cho Tùng nghe gì đó ơi. Tại Tùng thương à, cảm ơn Tùng nhiều, cháu nhiều. Mạnh khỏe Tùng ơi. Chú Thảo cảm ơn Tùng nhiều lắm nghe. Tùng đòi mua cho chú Thảo mấy cái quần, chú Thảo có nhận đâu nghe. Để coi tiền ngay đây, có gì lại thăm chú Thảo. Rồi chú Thảo nói chuyện cho cháu nghe Tùng đó. Cảm ơn chú Thảo hùng Tùng nhiều lắm. Nếu gặp Tùng thì chú Thảo hùng hùng như nào vậy? Như chuyện này. Dạ, cảm ơn quý vị bà con cô bác anh chị em. Thảo nói thiệt bà, chứ nữa Tùng có về rồi Thảo điện cho về nhà làm nhà Thảo rồi, chú Thảo rồi điện vậy lại thăm nhà chú Thảo chưa vui vẻ nha. Ta cảm ơn, về nha. Dạ. Dạ thì nãy giờ tem của chúng em cũng đã trò chuyện với chú Thảo trong một thời gian cũng hơi lâu rồi. Thì giờ này cũng khoảng tầm 8 giờ đây, 8 mấy nghe quý vị.
thì thôi em cũng xin chúc tất cả quý vị khán giả một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha quý vị. Nhớ xem video em hãy like và chia sẻ đăng ký với em nha quý vị khán giả. Thì thôi cũng xin chúc chú Thảo ngủ ngon nha. Ok. Dạ thì xin chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Dạ. Xem clip tiếp theo của em nha quý vị khán giả.